lệnh cấm đánh bắt cá voi bị chính thức bãi bỏ vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Tiếp đó là việc Nhật Bản công bố sẽ chính thức rút khỏi Ủy ban Cá voi Quốc tế International Whaling Commission IWC vào tháng 12. Lý do chính được chính phủ Nhật Bản đưa ra khi có quyết định gây tranh cãi này là họ muốn giữ gìn truyền thống đang bị mai một của cha ông. Điều này đúng hay không và thực sự thì truyền thống săn bắt cá voi của người Nhật là thế nào? Hãy cùng Spiderum tìm hiểu các bài viết Bản chất của sự dối trá trong truyền thống ăn thịt cá voi của người Nhật của tác giả Fei Fei. Theo những bằng chứng lịch sử và những gì được ghi lại trong thời gian gần đây, giới cầm quyền Nhật Bản chỉ đang mang truyền thống dân tộc ra để biện minh cho mục đích khác. Bằng chứng khảo cổ học được tìm thấy trong những di tích cổ xưa ở Nhật Bản cho thấy tổ tiên người Nhật đã sử dụng những đồ vật làm từ xương cá voi kể từ thời Jomon, còn được gọi là thời kỳ Thăng Văn hay thời kỳ đồ đá mới ở Nhật, từ năm 14.000 trước công nguyên cho đến năm 300 trước công nguyên. Tuy nhiên, ở thời kỳ Jomon, hầu hết các đồ vật từ xương cá voi được người Nhật thu nhặt và tái sử dụng từ xác chết những con cá voi chết trôi giạt vào bờ. Ở giai đoạn lịch sử này, họ hoàn toàn chưa sở hữu kỹ thuật và công cụ nào đủ để săn được loài thú lớn như cá voi. Theo Hiệp hội Cá voi Nhật Bản, Japan Whaling Association, vào thế kỷ thứ 12, người Nhật bắt đầu nắm giữ các loại công cụ hữu hiệu như là lao, móc để săn các loại cá voi, cái heo nhỏ ở gần bờ. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn diễn ra như một cách tự phát, nhỏ lẻ. Đến tận thế kỷ 16, các nhà sử học mới ghi nhận về các chuyến săn cá voi có tổ chức đầu tiên. Kỹ thuật săn cá voi hữu hiệu được một người có tên là Wada Kakuemon Yoriharu sáng lập vào thế kỷ thứ 17 ở làng trài Taichi ở Wakayama thuộc vùng Kansai, đảo Honshu, Nhật Bản. Kỹ thuật này được gọi là Amitori Kishi, tức là võng tụ thức, có nghĩa là cách quây lưới bắt cá. Taichi cũng chính là địa danh nổi tiếng với tục lệ tàn sát đẫm máu cá heo, cá voi gây tranh cãi được nhắc đến trong phim tài liệu The Cove. Lúc trước, ngư dân thường rượt đuổi cá voi ngoài khơi rồi đâm lao móc có dây thừng vào chúng. Cách này khá nguy hiểm, dễ bị cá voi kéo ra khơi, lật tàu dẫn đến chết đuối hoặc lạc đường giữa biển. Thế nhưng, với võng tụ thức, ngư dân làng Taichi sẽ cho khoảng 20 thuyền bao vây cá voi rồi dần dần siết chặt vòng vây, lùa nó vào vùng nước nông đã được giăng lưới sẵn. Như vậy, con cá xấu số sẽ khó trốn hơn và mau đuối sức hơn, và lúc này họ mới phóng lao để giết chết nó. Mặc dù mục tiêu chính vẫn là cá voi mink, nhưng với công cụ thích hợp, chiến thuật hữu hiệu, người Nhật bắt đầu săn được nhiều loài cá voi to hơn, bao gồm cả cá voi xám, cá voi bright, cá voi lưng gù, thậm chí cá nhà táng và cá voi xanh khổng lồ cũng chung số phận. Truyền thống xưa, săn bắt kèm với bảo tồn và tôn trọng. Cách thức, thái độ và niềm tin tâm linh trong truyền thống săn cá voi của người Nhật thời xưa hoàn toàn khác với những gì họ thể hiện ngày nay. Sau khi làm rõ luận điểm này, có thể chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt trong luận điểm giữ gìn truyền thống và những mục đích khác của việc săn bắt cá voi ở Nhật Bản. Theo nghiên cứu của tác giả Richard Ellis được nhắc đến trong tác phẩm Men and Whales xuất bản năm 1999 bởi nhà xuất bản London Press, người Nhật xưa ngoài việc ăn thịt cá voi, họ còn tận dụng tất cả những bộ phận khác của con cá voi để tránh phí hoài. Cũng là một cách để tôn vinh con vật đã mất để cho họ miếng ăn. Mỡ cá voi sẽ được dùng làm dầu đốt đèn và xà phòng. Tấm sừng hàm của cá voi sẽ được dùng làm quạt gấp, xương để làm các dụng cụ trong sinh hoạt. Những thứ không ăn được như nội tạng thì tận dụng làm phân hữu cơ bón cây. Ngoài ra, người Nhật xưa chỉ ăn cá voi trưởng thành và không giết hại cá voi con. Chưa hết, nghiên cứu về văn hóa thiền ở vùng vành đai Thái Bình Dương của nhà nhân chủng học Tomoya Akimichi ở chương Cá voi là ai có ghi nhận rằng người Nhật xưa đã giữ nghi thức cầu nguyện đến Phật để siêu độ cho linh hồn cá voi mỗi khi giết chúng. Sau đó, họ tổ chức đám tang, dựng bia mộ và đặt pháp danh cho chúng. Thậm chí, nếu lỡ giết phải một cá voi mẹ đang mang thai, họ sẽ làm lễ để thả bào thai chết về với biển như một cách để tạ lỗi. Những hành động này vừa khuyến khích các mối quan hệ tinh thần lành mạnh về mặt cảm xúc với cá voi, vừa giúp người dân có thêm kết nối với niềm tin tôn giáo Nhật Bản. Chúng cũng cho thấy sự khác biệt phong tục săn bắt cá voi chỉ để lấy thịt và chủ yếu là dầu của các dân tộc phương Tây. Tuy nhiên, đáng buồn là người Nhật đã không còn giữ được những truyền thống tốt đẹp trên trong thời hiện đại. Cách săn cá voi thời hiện đại của người Nhật: giết hại vô tội vạ, núp bóng khoa học và thách thức luật pháp quốc tế. Năm 1986, khi lệnh cấm đánh bắt cá voi thương mại của Ủy ban Cá voi Quốc tế IWC có hiệu lực, Nhật Bản bắt đầu nỗ lực che giấu hành vi đánh bắt dưới vỏ bọc nghiên cứu khoa học.
Theo ghi nhận của phóng viên môi trường Alex Kirby thuộc BBC News, chỉ một năm sau khi lệnh cấm được ban hành, nhà cầm quyền Nhật Bản thành lập Học viện Nghiên cứu Bộ Cá Voi, Institute of Cetacean Research, gọi tắt là ICR, vào năm 1987 để tiếp tục đánh bắt cá voi vì mục đích khoa học. Đây có thể xem là hành vi thách thức luật pháp quốc tế một cách rất lộ liễu. Dưới danh nghĩa của ICR, những tàu săn cá voi Nhật Bản ngang nhiên săn bắt loài vật này ngay cả trong vùng biển của nước khác, thậm chí trong khu vực bảo tồn cá voi của Úc. Người Úc từng tận mắt chứng kiến và ghi hình lại cảnh tàu Nhật giết hại cả cá voi con. Mặc dù vậy, ICR vẫn cho rằng hành vi của họ không phạm pháp và chỉ đánh bắt để nghiên cứu. Trong khi đó, ICRW là Công ước Quốc tế về Quy định Đánh bắt Cá Voi, là một thỏa thuận môi trường quốc tế được ký kết năm 1946 nhằm bảo tồn nguồn cá voi thích hợp và do đó có thể phát triển một cách có trật tự ngành đánh bắt cá voi. Công ước này chi phối các hoạt động săn bắt cá voi vì mục đích thương mại, khoa học và phong tục thổ dân của 89 quốc gia thành viên. Cứ thế, người Nhật tiếp tục đánh bắt cá voi để nghiên cứu và tất nhiên sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, thịt của cá voi sẽ được bán cho các chợ cá hoặc nhà hàng hải sản để tránh lãng phí. Nhận thấy bản chất trong hành động của tổ chức ICR và nhà cầm quyền Nhật Bản, nước Úc đưa vụ việc tàu Nhật Bản sát hại cá voi ở biển Nam Cực đưa ra trước tòa án quốc tế. Đến tháng 3 năm 2014, Tòa án Công lý Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc đưa ra phán quyết kết luận rằng người Nhật lợi dụng vỏ bọc nghiên cứu khoa học để săn bắt cá voi vì mục đích thương mại trái với những điều khoản trong Công ước Quốc tế về Quy định Đánh bắt Cá Voi ICRW năm 1984. Cụ thể, 14 trong số 16 thẩm phán tối cao của Tòa án Công lý Quốc tế đã xem xét và bỏ phiếu đồng thuận việc Nhật Bản phải ngừng ngay hành vi gian dối nói trên. Tòa án cũng đã làm rõ rằng, từ năm 2005, Nhật Bản báo cáo rằng họ chỉ giết chết 9 cá thể cá voi vì mục đích nghiên cứu. Trong khi đó, trên thực tế, họ đã giết đến 3.600 cá thể cá voi mink thông qua chương trình nghiên cứu JAPA 2 của ICR, theo lời phán quyết của thẩm phán chủ tọa Peter Tomka. Phiên tòa trên đã nêu ra quá rõ ràng về hành vi phạm tội của người Nhật. Vì vậy, Tòa án Công lý Quốc tế cũng không cho phép người Nhật Bản có quyền kháng cáo. Phát ngôn viên Nhật Bản Nori Shikata sau đó đã thông báo rằng nước Nhật sẽ tuân thủ phán quyết của Tòa án Quốc tế mặc dù họ rất thất vọng vì phán quyết của tòa, theo ABC News. Sau phán quyết này, Nhật Bản đã tạm ngưng việc săn bắt cá voi ở Nam Đại Dương, tuy nhiên vẫn duy trì một quy mô nhỏ hơn ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Đến tháng 6 năm 2014, tức chỉ một tháng sau khi Nhật Bản thu hẹp phạm vi săn bắt cá voi, Thủ tướng Shinzo Abe đề xuất tái triển khai các hoạt động nghiên cứu vì mục đích để có được thông tin khoa học không thể thiếu đối với việc quản lý tài nguyên cá voi. Và thế là ngựa lại quay đường cũ, Nhật Bản lại tiếp tục sát hại cá voi như chưa từng có phiên tòa nào diễn ra. Năm 2015, nước Nhật tiếp tục triển khai dự án mang tên là New Rep A với mục tiêu săn bắt 3.000 cá voi mink trong vòng 10 năm, bắt đầu với việc giết chết 330 con trong khoảng thời gian từ 2015 cho đến 2016. Những hình ảnh trên được trực thăng Tổ chức Bảo vệ Động vật và Môi trường biển Sea Shepherd chụp được trong khu vực bảo tồn cá voi Úc Australian Whale Sanctuary cho thấy tàu Nishimaru và Yoshimaru của Nhật đang giết cá voi trong vùng đặc quyền kinh tế của Úc. Khi bị phát hiện, người Nhật nhanh chóng lấy vải bạt che xác con cá voi lại. Bản chất của tội ác. Tất nhiên, đến năm 2019, Nhật Bản vẫn đang là đối tượng bị chỉ trích về quyết định rời khỏi Ủy ban Cá voi Quốc tế và tiếp tục săn bắt cá voi thương mại trong vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của riêng mình. Những người ủng hộ săn bắt cá voi này đều viện lý do văn hóa truyền thống Nhật Bản. Họ khẳng định Nhật Bản là quốc gia ăn cá voi hoặc cho rằng cá voi không bị đe dọa tuyệt chủng như Ủy ban Cá voi tuyên bố. Như vậy, thực chất thì người Nhật ăn cá voi như thế nào? Có phải họ đang gìn giữ tập tục của cha ông không? Trước khi đi đến kết luận, chúng ta cần nhìn vào một vài bằng chứng như sau. Đầu tiên, người Nhật chỉ thực sự ăn cá voi để sống trong giai đoạn sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trước chiến tranh, mặc dù đã săn bắt được cá voi tự do, hoạt động này không thực sự phổ biến và ngành công nghiệp cá voi cũng không phải là ngành cung cấp thức ăn chính cho người dân Nhật. Thịt cá voi cũng chỉ là một món phụ ở Nhật, tương tự như người Việt Nam ăn thịt chó, có người ăn có người không, ăn ít hay nhiều chế biến thế nào, còn tùy vùng miền, dù là đặc sản nhưng nó không phải là nguồn sống cho người dân. Sau Thế chiến II, thua trận, chịu hậu quả nặng nề từ bom hạt nhân, nước Nhật lâm vào tình trạng thiếu thốn trên mọi phương diện. Chính điều này mới dẫn đến bước ngoặt biến thịt cá voi thành thứ thức ăn quốc dân của xứ sở Hoa Anh Đào. Để cải thiện tình trạng đói kém, Đại tướng Hoa Kỳ Douglas MacArthur
người giám sát việc chiếm đóng và khắc phục hậu quả chiến tranh ở Nhật Bản, bật đèn xanh cho việc đẩy mạnh các hoạt động săn bắt cá voi. Lúc này, cũng chính tướng MacArthur cho phép sửa đổi hai tàu chở dầu cũ thành tàu săn bắt cá voi là Hashirete Maru và Nishimaru được nhắc đến ở trên. Công cuộc phục hồi sau chiến tranh đã biến thịt cá voi trở thành một nguồn thực phẩm thiết yếu trên toàn nước Nhật. Năm 1947, thịt cá voi chiếm hơn 50% lương thực được tiêu thụ ở Nhật Bản. Thị trường tăng đáng kể thông qua bán hàng thương mại và phân phối công cộng kiểu như thứ ba cấp ở Việt Nam. Năm 1954, đạo luật ăn trưa School Lunch Act do chính phủ ban hành cũng bắt buộc bao gồm thịt cá voi trong thực đơn của học sinh, tiểu học và trung học để cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em Nhật Bản. Thứ hai, thịt cá voi đã trở thành một món ăn xa xỉ phục vụ giới thượng lưu. Như đã nói, thịt cá voi chưa bao giờ là thức ăn thiết yếu của quần chúng nhân dân Nhật Bản và vì hoàn cảnh đói kém mà nước Nhật buộc phải đưa thịt này vào thực đơn trong thời kỳ hậu chiến. Vào năm 1987, kéo theo những lệnh cấm của Ủy ban Cá voi Quốc tế, thịt cá voi đã bị loại khỏi thực đơn của học sinh Nhật Bản. Đồng thời, cùng với sự phát triển vượt bậc của kinh tế, xã hội Nhật Bản, đồ ăn trở nên thừa mứa, nhất là thịt. Các loại thịt bò, lợn, gà trở nên phổ biến và rất rẻ so với thịt cá voi. Nếu như ai đã từng sống ở Nhật hoặc đã tìm hiểu về nước Nhật thì đều biết ở quốc gia này, trái cây tươi, rau củ quả còn đắt tiền hơn là thịt và cá. Năm 2012, kênh thương mại điện tử Amazon chính thức rút hết sản phẩm thịt cá voi đóng hộp do Nhật Bản sản xuất khỏi hệ thống. Còn theo nghiên cứu của NHK vào năm 2016, hầu hết giới trẻ Nhật Bản chọn ăn thịt từ gia súc, gia cầm được nuôi theo kiểu công nghiệp vì dư thừa vật chất và có nhiều sự lựa chọn hơn cho các món ăn. Họ không ăn nhiều cá như thế hệ của cha ông. Ngược lại, người càng có tuổi từ trung niên trở lên, tức những người lớn lên trong thời hậu chiến thì có thói quen ăn hải sản nhiều hơn, bao gồm cả thịt cá voi, đơn giản là vì trong thời trai trẻ, họ cũng không có gì khác để ăn ngoài hải sản, mà cá voi lại còn là thức ăn chính ở trường học. Trong bối cảnh như vậy, kết hợp với việc săn bắt cá voi bị dư luận quốc tế lên án, thịt cá voi nghiễm nhiên biến thành một thứ xa xỉ, chỉ được buôn bán với số lượng rất hạn chế. Theo điều tra của tờ báo uy tín Japan Times, giá thịt cá voi còn đắt hơn cả thịt bò Wagyu của Nhật, với giá khoảng 2.300 yên cho 100g, tức là gần 5 triệu Việt Nam đồng cho 1kg. Cái giá rất chát này không phải là người Nhật nào cũng có thể chi trả. Chưa kể, trong thời hiện đại, giới thượng lưu Nhật Bản ăn cá voi một cách có chọn lọc với mục đích thưởng thức là chính, không như những người tổ tiên tận dụng hết cả con cá. Họ chỉ ăn những phần ngon nhất, ví dụ món onomi chỉ dùng vây đuôi hoặc là món abura sunoko chỉ dùng thịt ba chỉ ở cuối chân chèo của con cá là chỗ thịt được cho là rất ngon. Thực tế, nếu bạn là khách du lịch đến Nhật Bản lần đầu, thậm chí nếu bạn ở Nhật trong thời gian dài nhưng không đến đúng chỗ những nơi sang trọng, sành điệu thì cũng khó mà gặp được các món thịt cá voi tinh trí của người Nhật. Với những lý do trên, theo bài viết của phóng viên Masako Shibuku trên báo Japan Times, thịt cá voi chỉ là một món ăn mang tính vùng miền, đắt tiền, phục vụ cho giới thượng lưu tò mò. Chỉ có những kẻ thái quá mới nhận nó là một phần của truyền thống ẩm thực Nhật Bản. Chủ nghĩa bành trướng đế quốc bằng công cụ văn hóa. Như vậy chúng ta đã biết rằng phần đông người Nhật sẽ không thực sự ăn cá voi như một món ăn cổ truyền. Truyền thống săn bắt cá voi của tổ tiên người Nhật cũng hoàn toàn khác biệt với sự bất chấp mà họ thể hiện trong vài chục năm gần đây. Theo khảo sát, thống kê của một tờ báo uy tín khác ở Nhật là Asahi Shimbun, vào năm 2014, có 37% người Nhật tham gia khảo sát đã trả lời họ không ăn thịt cá voi, 4% nói rằng họ thỉnh thoảng ăn một lần, 10% cho biết họ rất hiếm khi ăn và 48% từng ăn thử một lần trong quá khứ nhưng chưa bao giờ ăn lại một lần. Bài báo nói trên của Asahi Shimbun không rõ vì lý do gì mà đã bị gỡ khỏi trang chủ của Asahi, có thể vì liên quan đến Thủ tướng Shinzo Abe. Tuy nhiên, báo CNN của Mỹ đã kịp thời ghi nhận và đăng lại. Thông qua những con số và thông tin nói trên, chúng ta có đủ dữ kiện để kết luận rằng việc săn bắt và ăn thịt cá voi không phải là mong muốn của quần chúng nhân dân xứ mặt trời mọc, mà là một cuộc chiến trên mặt trận tuyên truyền của giới cầm quyền Nhật Bản, đồng thời phục vụ cho lợi ích nhóm của một tầng lớp thượng lưu. Việc phớt lờ thậm chí chống lại lệnh cấm của Ủy ban Cá voi Quốc tế vốn là một tổ chức do Mỹ và phương Tây thành lập và lãnh đạo, có thể xem như một động thái vùng vẫy của giới chính trị gia Nhật Bản trong bối cảnh cường quốc đầy tham vọng như Nhật Bản luôn bị Mỹ và phương Tây kìm hãm. Nhật Bản là một đất nước mạnh mẽ, đầy tham vọng, một cường quốc luôn có nhu cầu chứng tỏ vị thế của mình, ngay cả khi ngành công nghiệp cá voi không thực sự phục vụ quốc dân hay mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt. Nó vẫn là phương tiện để phục vụ cho chủ nghĩa bành trướng đế quốc bằng công cụ văn hóa của nhà cầm quyền.
Và vừa rồi là bài viết Bản chất của sự dối trá trong truyền thống ăn thịt cá voi của người Nhật từ tác giả Phê Phê. Còn bây giờ, xin cảm ơn các bạn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.